Chiều ngày 10 tháng 1 năm 2024, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo báo cáo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch trên 160.000 tỷ đồng. Thành phố cũng công bố gần 50 sản phẩm du lịch với 20 sản phẩm du lịch mới dành cho nhiều phân khúc khách du lịch. Đặc biệt, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạo điểm nhấn với đông đảo người dân và du khách. Tour du lịch cộng đồng tại Thiêng Liêng, Cần Giờ, tuyến du lịch đường thủy tầm ngắn, du lịch ẩm thực tiếp tục được thúc đẩy. Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch, năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Để làm được điều này, Sở Du lịch sẽ tập trung triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch. Về sản phẩm du lịch, năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thiện, nâng chất các sản phẩm du lịch hiện có, tập trung cho các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách có khả năng tăng trưởng nhanh, nguồn khách lớn, có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày, hoàn thiện sản phẩm du lịch của 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, Sở Du lịch thành phố cũng chú trọng đến liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác xúc tiến du lịch. Trong dịp này, một số doanh nghiệp lữ hành cũng đưa ra những ý kiến đóng góp để du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đạt được những cột mốc ấn tượng. Có thể thấy là sau khi mà phát triển cái sản phẩm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi quận huyện ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, thì chúng ta thấy có thể thấy là sản phẩm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hết sức là phong phú đa dạng, và đặc biệt là thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn xoay quanh các dòng tour văn hóa lịch sử. Do đó là tôi nghĩ là chúng ta cần phải phát huy và mở rộng các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh để phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của sản phẩm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tính đến tháng 12 năm 2023, Việt Nam đã đón trên 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu 8 triệu lượt đề ra từ đầu năm, phục vụ hơn 108 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt 678.300 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 40%, khách nội địa chiếm 32% so với cả nước.